Kính chào quý vị và các bạn. Tên tôi là Phạm Văn Hân, nằm trong chuỗi video clip tác nghiệp của bộ phận kỹ thuật. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn việc vệ sinh và thay mới dây xích bơm chì của hệ thống xử lý nước thải. Để tiến hành việc vệ sinh và thay mới dây xích bơm chìm của hệ thống xử lý nước thải, ta làm theo các bước sau. Bước 1. Chuẩn bị đồ. Hộp đồ kỹ thuật, máy bơm tăng áp, mỏ nết, búa, kính hàn, bộ cờ nê, găng tay, khẩu trang. Bước 2. Treo biển bảo dưỡng và tắt automat. Bước 3. Kéo bơm lên trên sàn bể. Bước 4. Xịt và vệ sinh bơm sạch sẽ. Bước 5. Tháo dây xích cũ được bắt vào phần đầu của bơm. Bước 6. Hàn lại dây xích mới. Bước 7. Lắp lại dây xích mới và kiểm tra độ chắc chắn. Phi đi anh. Bước 8. Thả bơm xuống bể đúng vị trí cũ. Bước 9. Đóng automat và bật bơm, kiểm tra tình trạng hoạt động của bơm. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn video clip vệ sinh và thay mới dây xích bơm chìm của hệ thống xử lý nước thải. Xin cảm ơn.